Những ngày qua là những ngày xót xa với biết bao nhiêu người khi nhiều khu vực tại miền Bắc Việt Nam đang phải đối mặt với những hậu quả nặng nề do thiên tai lũ lụt liên tiếp chưa từng có trong lịch sử. Những câu chuyện thương tâm khi bão lũ cuốn trôi đi mọi tài sản, cướp đi tính mạng con người, rồi tới những khó khăn trong việc cứu trợ và giải cứu người dân là điều mà đội ngũ Spider Room tin rằng ai ai cũng có thể thấy được và vô cùng đau xót. Từ đây, người dân cả nước đã chung tay đồng lòng và có nhiều hành động tốt đẹp đúng với tinh thần tương thân tương ái, nhường cơm sẻ áo, hướng về các địa phương đang gặp khó khăn. Tuy nhiên, nhiều luồng ý kiến vẫn cho rằng hiện vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong công tác cứu trợ theo thực tế của người dân tại các vùng chịu thiên tai, khiến cho công sức và đóng góp của mọi người trở nên lãng phí và thiếu hiệu quả. Tiêu cực hơn, một số kẻ gian lợi dụng những giờ phút này để lừa đảo, chiếm đoạt tiền quyên góp từ những tấm lòng hảo tâm. Đến tối ngày 13 tháng 9, cộng đồng lại một lần nữa dậy sóng khi những thông tin sao kê của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được công bố. Từ đây, những cá nhân lợi dụng tình cảnh éo le để làm màu trục lợi, phồng bạt trên nỗi đau của người khác xuất hiện nhiều càng nhiều hơn, khiến cho mọi người không khỏi lắc đầu ngao ngán. Vậy nên Spider Room mong muốn thông qua các nội dung trong video sau đây, được trích từ cuốn sách Làm Việc Thiện Đúng Cách của tác giả William Mark Askew, chúng mình có thể lan tỏa một cách tiếp cận hiệu quả trong việc làm thiện nguyện, đặc biệt là trong những thời điểm xót xa như hiện tại. Đây cũng là một video đặc biệt Spider Room thực hiện để góp phần chung tay hỗ trợ các nạn nhân chịu ảnh hưởng của bão Yagi. Cụ thể, thông qua video này, chúng mình muốn tổ chức chương trình tặng sách đặc biệt, kêu gọi các thành viên động nhện hãy ủng hộ khắc phục hậu quả bão Yagi thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cụ thể, với mỗi khoản ủng hộ từ 300.000 Việt Nam đồng trở lên, gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhà nhện xin gửi tặng bạn một cuốn sách Doing Good Better, làm việc thiện đúng cách như một món quà tri ân. Lưu ý, Spider Room sẽ dành tối đa 300 cuốn sách cho 300 bạn nhanh nhất. Để cùng chúng mình hướng về đồng bào đang gặp khó khăn, hãy truy cập đường link ở dưới phần mô tả và bình luận được ghim và làm theo những hướng dẫn nhé. Mỗi sự đóng góp của các bạn không chỉ là vật chất mà còn là tình cảm ấm áp, là sự động viên tinh thần sâu sắc, lan tỏa thông điệp thương yêu đến với những địa phương chịu thiệt hại nặng nề để cùng nhau vượt qua giai đoạn khắc nghiệt này. Còn sau đây là các tư duy đúng đắn được đúc kết từ cuốn sách Làm Việc Thiện Đúng Cách mà sau đây chúng mình muốn lan tỏa tới các khán thính giả. Tại sao không nên tin cảm xúc mà hãy lắng nghe lý trí trước khi quyết định hoạt động thiện nguyện? Phản ứng của con người trước những thảm họa thiên tai là một trong những minh chứng rõ ràng nhất về việc vì sao nói đến từ thiện, hầu hết mọi người thường chỉ chạy theo cảm tính. Khi một thảm họa xảy ra, các trung tâm cảm xúc của bộ não bùng lên và nói với chúng ta rằng đây là trường hợp khẩn cấp. Tất cả là bởi thảm họa và những sự kiện mới mẻ và kịch tính, chúng khơi dậy những cảm xúc sâu hơn, cấp bách hơn, khiến tiềm thức của chúng ta đưa ra những đánh giá nhầm lẫn. Ví dụ cho chuyện này có thể tìm thấy được trong câu chuyện sau. Ngày 11 tháng 3 năm 2011, vùng Tohoku của Nhật Bản hứng chịu động đất lớn thứ tư được ghi nhận kể từ năm 1990. Trận động đất lớn đến nỗi toàn bộ các đảo của Nhật Bản đã dịch chuyển 2,4 mét. Chưa dừng lại ở đó, một cơn sóng thần cao gần 40 mét ngay sau đó đã tràn vào bờ hơn 10 km, khiến cho hàng triệu người rơi vào cảnh không có nước sạch và điện. Một năm trước đó, một trận động đất khác tại Haiti đã khiến cho 280.000 tòa nhà sụp đổ, bao gồm cả cung điện hoàng gia và tòa nhà quốc hội. Thông tin về thảm họa động đất của hai trường hợp trên tràn ngập tin tức và thu hút sự quan tâm của truyền thông quốc tế tại thời điểm đó. Tổng số tiền cứu trợ quyên góp thu được sau hậu quả trên lên tới 5 tỷ đô ở mỗi trường hợp. Cả hai thảm họa có vẻ như là có nhiều nét tương đồng. Tuy nhiên, nếu xem xét kỹ hơn về hậu quả và mức độ của mỗi thảm họa, thì bạn sẽ thấy số tiền quyên góp này không hợp lý chút nào. Đầu tiên là con số khác biệt ở thiệt hại về người. Thảm họa ở Nhật Bản khiến cho 15.000 người chết, trong khi con số đó ở Haiti cao gấp 10 lần, khiến cho 150.000 người thiệt mạng. Thứ hai là Nhật Bản là nước giàu thứ tư thế giới và có đầy đủ nguồn lực để đương đầu với những thảm họa ở mức độ này, trong khi Haiti thì không thể. Tính theo đầu người, người dân Nhật Bản cũng giàu hơn người dân Haiti 30 lần. Vì lý do đó mà chỉ 4 ngày sau khi thảm họa xảy ra, Tổ chức Chữ thập đỏ Nhật Bản đã phát ra thông báo rằng sự hỗ trợ bên ngoài là không bắt buộc và họ không tìm kiếm sự hỗ trợ ở bên ngoài. Suy nghĩ logic thì chúng ta sẽ kỳ vọng là một số tiền ủng hộ lớn để được quyên góp cho những thảm họa lớn hơn hoặc là cho những thảm họa tại những đất nước nghèo hơn. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Đây là ví dụ điển hình của việc nếu chúng ta thực sự muốn tạo ra sự tác động, chúng ta nên bình tĩnh và nhìn nhận rõ ràng toàn bộ sự việc.
Nếu cảm xúc của bạn phản ứng mạnh mẽ với một câu chuyện nào đó, mong mỏi giúp đỡ người khác, bạn có thể nên bình tĩnh để xem xét lại xu hướng này, vì chúng dễ dàng dẫn đến các hành động quyên góp dựa theo cảm tính chứ không phải là lý trí. Từ đó các hoạt động quyên góp có thể sẽ bị lãng phí, sai lầm hay tồi tệ hơn là bị kẻ xấu lợi dụng lòng tốt, chiếm đoạt tài sản mà bản thân bạn quyên góp. Tuy nhiên, nói luôn luôn dễ hơn thực hiện. Vậy nên trước hết, thứ bạn cần trang bị cho bản thân là một tư duy đúng đắn khi đối diện với những sự kiện thảm khốc như là trận bão Yagi hay là lũ lụt thương tâm tại miền Bắc trong những ngày vừa qua. Để tạo ra sự khác biệt và hiệu quả trong việc thiện nguyện, hãy cùng đến với một phương thức suy nghĩ mới về việc giúp đỡ người khác. Chúng ta sẽ bắt đầu với 4 câu hỏi của chủ đề nhân đạo từ cuốn sách Làm Việc Thiện Đúng Cách bởi tác giả William Mark Askew như sau. Bao nhiêu người được lợi và được lợi bao nhiêu? Câu hỏi đầu tiên này cho phép chúng ta suy nghĩ cẩn thận về việc những hành động khác nhau sẽ cải thiện cuộc sống của mọi người như thế nào. Nhờ đó, ta sẽ không lãng phí thời gian, tiền bạc và những thứ không giúp mọi người trở nên tốt hơn. Giống như một số câu chuyện Spider Room có thể đưa ra ở đầu video. Những hành động thiện nguyện tốt đẹp nhưng nếu không được tính toán kỹ càng sẽ dẫn đến tình trạng thừa thãi, lãng phí công sức của các nhà hảo tâm. Đây có phải là thứ hiệu quả nhất mà bạn có thể làm? Câu hỏi thứ hai đảm bảo rằng chúng ta sẽ dành công sức vào những hoạt động tốt nhất có thể thay vì những hoạt động chỉ dừng ở mức đủ hoặc là thiếu hiệu quả. Điều gì có thể xảy ra theo chiều ngược lại? Câu hỏi thứ ba giúp chúng ta có tư duy phản biện khi đối diện với các hoạt động thiện nguyện thiếu rõ ràng, minh bạch hoặc các hoạt động thiện nguyện có thiên hướng tạo ra ít hiệu quả nhưng lại tiêu tốn quá nhiều nguồn lực. Khả năng thành công như thế nào và nếu thành công thì tốt như thế nào? Câu hỏi thứ tư giúp chúng ta suy nghĩ đúng đắn hơn về sự không chắc chắn. Để có thể biết được khi nào nên theo đuổi các hoạt động có tỷ lệ thành công thấp hơn nhưng lại tiềm năng lớn hơn thay vì các hoạt động tuy đảm bảo thành công cao nhưng lại đem đến ít lợi ích hơn. Đưa ra 4 câu hỏi này và cố gắng trả lời 4 câu hỏi đó sẽ giúp chúng ta tránh khỏi cạm bẫy cảm xúc thường gặp khi nghĩ đến việc làm việc thiện. Cùng với nhau, chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi định hướng về nhân đạo hiệu quả. Làm sao có thể làm được điều tốt nhất? Chúng tạo thành cốt lõi về phương thức tiếp cận của nhân đạo hiệu quả với việc làm sao để tạo ra được sự khác biệt. Hoạt động thiện nguyện tốt nhất bạn có thể thực hiện là gì? Kiếm tiền để cho đi theo đúng nghĩa đen được đánh giá là hoạt động thiện nguyện có hiệu quả nhất. Thay vì cố gắng tối đa tác động trực tiếp từ công việc mà bạn thực hiện, hãy cố gắng tăng thu nhập để có thể quyên góp được nhiều hơn, cải thiện cuộc sống của mọi người thông qua việc cho đi chứ không phải thông qua hoạt động hàng ngày của bạn. Hầu hết mọi người không cân nhắc lựa chọn này, nhưng thời gian và tiền bạc thường có thể hoán đổi cho nhau. Tiền có thể trả thời gian cho mọi người và thời gian có thể dùng để kiếm tiền. Vì vậy, không có lý do gì để cho rằng những nghề nghiệp tốt nhất phải là những công việc mang lại lợi ích trực tiếp. Hãy xem lại những lựa chọn của một nhân vật có tên là Green Lewis trong cuốn sách Làm Việc Thiện Đúng Cách. Nếu Lewis làm bác sĩ ở một đất nước giàu có và không đóng góp một phần thu nhập của mình, tác giả William Mark Askew tính ra rằng ông sẽ làm được điều tốt tương tự với việc cứu sống 2 mạng người trong suốt sự nghiệp. Nếu làm bác sĩ ở một đất nước nghèo, ông sẽ làm được điều tốt tương tự với việc cứu sống được 4 mạng người mỗi năm hoặc 104 mạng người trong suốt sự nghiệp dài 35 năm. Vậy ông có thể cứu được bao nhiêu mạng người nếu ông làm việc tại quê hương và quyên góp số tiền mình kiếm được? Mức lương trung bình của một bác sĩ là khoảng 110.000 đô hoặc là 4,6 triệu đô trong 42 năm sự nghiệp. Bằng cách theo đuổi một chuyên ngành sinh lợi đặc biệt trong lĩnh vực y tế, Lewis có thể kiếm được gần gấp đôi con số đó. Trung bình, ông có khoảng 200.000 đô mỗi năm. Lewis có thể quyên góp 50% thu nhập mỗi năm của mình, trong khi vẫn có mức lương trước thuế là 100.000 đô. Theo các thước đo, 100.000 đô ông quyên góp sẽ cứu được hàng chục mạng người mỗi năm, nhiều hơn đáng kể những gì ông có thể làm được nếu đến một vùng quê nghèo và làm bác sĩ tại đó. Kiếm tiền để cho đi dường như là một cách làm việc thiện vô cùng hiệu quả. Hơn nữa, kiếm tiền để cho đi là con đường mở ra cho tất cả mọi người. Lời khuyên thông thường là nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt, bạn nên làm việc trong khu vực công hoặc là phi lợi nhuận hoặc là trong một doanh nghiệp có trách nhiệm với xã hội. Nhưng nhiều người phải vật lộn để có được một công việc, chưa nói đến việc tìm một công việc trong một lĩnh vực cụ thể. Tuy nhiên, nhiều người khác lại có sự lựa chọn làm thêm giờ để kiếm nhiều tiền hơn, hoặc là làm việc chăm chỉ hơn để được tăng lương cũng như là thăng chức, hoặc là hướng tới một nghề nghiệp được trả lương cao hơn, hoặc chỉ đơn giản là sống tối giản hơn. Bằng việc kiếm thêm tiền và biết cách cho đi,
hầu như bất kỳ ai ở các quốc gia giàu đều có thể trợ giúp được rất nhiều người khác. Rèn luyện một tư duy thiện nguyện đúng đắn. Giống như bất cứ chủ đề cải thiện bản thân nào trước đây, tư duy thiện nguyện đúng đắn cũng cần có thời gian để rèn luyện và thực hành. Các khán thính giả có thể bắt đầu quy trình này theo các định hướng sau đây. Đầu tiên, hình thành thói quen thường xuyên cho đi. Truy cập vào trang web, tìm kiếm thông tin của các tổ chức thiện nguyện được đánh giá là hiệu quả cao và đăng ký để thường xuyên đóng góp, ngay cả khi số tiền chỉ là rất nhỏ. Đây là cách dễ nhất và hữu hình nhất để tạo ra tác động tích cực tức thì. Viết ra một kế hoạch về cách mà bạn sẽ kết hợp nhân đạo hiệu quả vào cuộc sống của mình. Hãy ghi chú về những thay đổi bạn thực hiện, lập kế hoạch cụ thể và chắc chắn. Nếu bạn nghĩ mình sẽ bắt đầu cho đi, hãy viết ra tỷ lệ bạn định bắt đầu và khi nào sẽ cho đi. Nếu bạn định thay đổi những gì mà bạn mua sắm, hãy viết ra những thay đổi bạn định thực hiện. Và vào thời điểm đó, nếu bạn theo đuổi một sự nghiệp nhằm tạo ra sự khác biệt, hãy viết ra những cái ngày mà bạn định dành để tìm hiểu thêm thông tin liên quan đến các bước tiếp theo của bạn. Chia sẻ câu chuyện nhân đạo hiệu quả. Truy cập Facebook, Twitter, Instagram hoặc là blog của bạn và viết một số suy nghĩ của bạn về những gì mà bạn đã đọc được. Nếu bạn bè, gia đình, đồng nghiệp của bạn cũng có thể cảm thấy như vậy, bạn có thể yêu cầu một người thực hiện những thay đổi giống như bạn đã thực hiện và bạn đã nhân đôi tác động của mình. Có thể hơi khó xử khi nêu ra ý tưởng về nhân đạo hiệu quả. Bạn không muốn bản thân trở nên chính khí hơn người hay chỉ trích những dự án kém hiệu quả. Nhưng có nhiều cách để bạn có thể làm điều đó một cách tự nhiên. Đối với sinh nhật của bản thân, thay vì bảo bạn bè mua quà, bạn có thể yêu cầu họ đóng góp cho một tổ chức thiện nguyện hiệu quả cao. Dù bạn chọn làm gì, hãy coi ngày hôm nay là một bước tiến quan trọng trên hành trình biến thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Mỗi chúng ta đều có khả năng tạo ra tác động tích cực to lớn nếu biết sử dụng khả năng của mình một cách đúng đắn. Mong rằng mỗi chuyến xe lên đường, mỗi món quà được trao gửi đi đều đến tay đồng bào đang gặp khó khăn tại vùng lũ phía Bắc để đồng lòng cùng nhau vượt qua những giờ phút khó khăn này. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spider Room, còn mình là Pink Dot. See ya!